Xin chào các anh chị phụ huynh cùng tất cả các con thân yêu. Tôi là Lê Mạnh Cường, nhà đào tạo và huấn luyện toán tư duy quốc tế. Ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nhỏ một cái cách để mình có thể học thuộc bảng chia 2 một cái cách đơn giản và hiệu quả nhất nha. Với cách học bình thường, chúng ta sẽ dạy con sao nhỉ? Đọc thật là thuộc, đọc thật là nhiều để cho các con thuộc, đúng không? 2 chia 2 bằng 1, 4 chia 2 bằng 2, 6 chia 2 bằng 3, 8 chia 2 bằng 4, 10 chia 2 bằng 5, 12 chia 2 bằng 6, 14 chia 2 bằng 7, 16 chia 2 bằng 8, 18 chia 2 bằng 9 và 20 chia 2 bằng 10. Với cái cách học này thì các con của mình phải đọc rất là nhiều lần. Nhưng mà đôi khi các con đọc xong các con lại quên à, và rất là khó để các con nhớ. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các anh chị phụ huynh và các con một cái cách học thông minh để giúp các con có thể học bảng chia 2 chỉ trong một vài lần học thôi nha. Và các con nhớ rất là lâu luôn. Đầu tiên thì chúng ta hãy dạy cho các con đọc cái dãy số tăng dần của bảng nhân 2 đã, đúng không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đọc cho các con một vài lần cho các con nhớ đã. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Và sau khi các con đã nhớ dãy số này, chúng ta sẽ áp dụng cái dãy số này lên 10 đầu ngón tay của các con, được không? Giơ hai bàn tay nhìn đằng trước mặt của mình nè, lòng bàn tay hướng vào đằng trước mặt. Và chúng ta sẽ dạy cho các con nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Được chưa? Đếm lại một lần nữa nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Đó, mình sẽ đếm cái dãy số này trên 10 đầu ngón tay và bắt đầu phép chia. Ví dụ 2, đây có phải là 2 không? 2 chia 2, ở đây còn mấy ngón là các anh chị? 1 ngón. Vậy thì 2 chia 2 bằng 1, đúng rồi. Tiếp tục, ví dụ 4, 2, 4 nè. Và 4 chia 2, mình đang làm bảng chia 2 mà. Vậy 4 chia 2 bằng mấy đây? Bằng 2, tuyệt vời không? Tiếp tục, 6, 2, 4, 6. Và 6 chia 2 bằng mấy nhỉ? Mấy ngón tay đây? 6 chia 2 bằng 3, tuyệt vời. 8 chia 2 bằng mấy ngón? 4 ngón. Vậy 8 chia 2 bằng 4. 10 chia 2 bằng 5. 12 chia 2 được 6. 14 chia 2 còn mấy ngón đây? 7 nè. 14 chia 2 là 7. 16 nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nè. 16 chia 2 là mấy ngón? 8. 16 chia 2 bằng 8. 18 chia 2 bằng 9 và 20 chia 2 bằng 10. Với cái phương pháp này, hình ảnh, ví dụ minh họa cho các con rõ ràng luôn. Và các con có thể, khi nào các con quên, các con giơ tay như vậy thì các con sẽ nhớ được luôn đáp án. Và chỉ cần 1-2 lần học, các con có thể thuộc và nhớ rất là lâu, cũng như có thể hướng dẫn lại cho các bạn bè của mình được luôn. Đó, đây là một cái phương pháp học rất là tuyệt vời nha.